Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 25 tháng 10 thì Xuân Đình lại tiếp tục giới thiệu đến các bác 4 cặp loa bãi Nhật, và trong đó thì có thêm một cái bộ gồm có cục đẩy và một cặp loa BMB. Dòng này cũng là hàng bãi luôn. Thì đây là hàng nâng cấp của khách mà giao lưu với Xuân Đình, sẽ có giá rất là mềm để phục vụ cho các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đình thì cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và trong video thì cửa hàng Xuân Đình đều báo giá công khai, nên cũng mong các bác là bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng để lựa chọn cho mình cặp loa phù hợp. Đầu tiên thì Xuân Đình sẽ quay cho bác về 4 cặp loa bãi này trước. Cặp bass to nhất đó là cặp Victor, dòng này là dòng Victor GS 570 thì phải. Đây Xuân Đình sẽ quay ở phía đằng sau. Căng cước là rất đẹp luôn nhá. Loa này thì sử dụng là một bass 30, một trung 14 và một tép giấy. Hình thức loa đẹp, vỏ gỗ phủ piano bóng, màu gỗ cũng rất là sang trọng. Model của loa là Victor GS 370. Trở kháng 8 ohm, công suất là 60W. Góc cạnh loa này còn rất là đẹp. Thùng thì vuông thành sát cạnh, vỏ gỗ phủ piano bóng, loa rất là chất luôn. Dòng loa 8 ohm mà những dòng Victor này thì thực chất ra nó chỉ là thương hiệu không được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam thôi. Còn nói về chất âm thì những dòng này thì chẳng thua kém gì với những dòng loa Pioneer hay Sun Sui hay là Long gì đâu. Thì đây nó chỉ là các bác nếu như chơi về thương hiệu thì lại khác. Còn nếu như bác nào mà chơi về chất lượng mà tầm tiền bass 30, hôm nay cặp này thì Xuân Đình bán được các bác mức giá chỉ có 4.500.000 đồng, tức là 4.500.000 cặp loa Victor GS 370 bass 30 loa 3 đường tiếng. Trong này thì các bác nghe nhạc cũng tốt mà hát karaoke gia đình cũng rất là nhẹ nhàng. Căng cước đầy đủ và còn rất là đẹp. Cặp loa này tổng quan kích thước chiều cao đạt là 70, chiều ngang là 37 và chiều sâu của loa là 30. Hình thức loa là còn đẹp, vuông thành sắc cạnh và loa là nguyên zin tuyệt đối. Trở kháng của loa là 8 ohm. Công suất của loa là 60W một loa. Loa có một tinh chỉnh dành cho giải tép ở phía dưới đây. Loa rất là chất nhé. Dòng loa này thì rất dễ phối ghép và tiếng rất là hay. Sử dụng của nó là bass 30, là gân của nó là gân vải lụa màng giấy. Trung 14, gân vải tầm dầu màng giấy và một tép giấy, lỗ thông hơi phía trước. Mức giá tiền là 4.500.000 đồng. Cặp số 2, đó là cặp Technic. Cặp này thì nó dòng Technic SB 2170. Cấu hình của loa này thì sử dụng là một bass 27, một trung 12 và một tép. Loa trở kháng 8 ohm, công suất maximum là 120W một loa, độ nhạy là 93 dB. Thì đây là cái thông số cặp loa. Đấy. Còn hình thức thì Xuân Đình sẽ quay xa xa một chút để các bác có thể nhìn thấy rõ. Loa rất chất và đẹp. Loa này thì tổng quan kích thước chiều cao là 80, chiều ngang 36 và chiều sâu là 30. Loa 3 đường tiếng, bass 27, gân vải màng giấy. Dòng này đều là sử dụng gân vải màng giấy. Một trung 12, gân vải tầm dầu màng giấy và một tép. Dòng này thì sử dụng như kiểu là một tép còi. Đấy. Và tiếng rất là hay, rất sáng tiếng, đặc trưng của những dòng loa Technic. Giải trung và giải tép rất ấn tượng. Độ nhạy là 93 dB. Loa này rất dễ phối ghép, trở kháng 8 ohm. Hình thức loa còn đẹp, vỏ gỗ phủ silicon. Màu của nó màu piano bóng, vuông thành sát cạnh. Thùng thì rất là cao to. Và giá thì rất là mềm mại, Xuân Đình bán được bác mức giá là 3.800.000 đồng. Loa Technic SB 2170 giá chỉ có 3.800. Hàng thì tuyển chọn đẹp long lanh rồi. Còn cặp số 3 thì cặp này nó thiết kế là căng lưới liền, tức là nó sẽ phải mở phía đằng sau. Nhưng cặp này lại rất là hay. Và đây lại là cặp loa thùng mà giá thì nó chỉ bằng một cái cặp loa dàn thôi. Cặp này thì nó là cặp Pioneer, model của nó là Pioneer CSA1 8 ohm 40W. Đây thông tin của loa là Pioneer CSA1 8 ohm 40W. Đây là một cặp loa thùng. Loa này cũng có chiều cao đạt là 80. Chiều ngang của loa thì nó đạt là khoảng tầm 30, chiều sâu 30. Sử dụng loa vẫn là 3 đường tiếng, một bass 20, một trung, một tép. Đấy, Xuân Đình sờ được thấy luôn luôn. Bass của nó bass 20 chính giữa này. Trong này thì căng lưới liền và vải còn rất là đẹp.
Thì nó thiết kế là căng lưới điền phải mở đằng sau, cho nên cái giá tiền cũng rất là rẻ. Cặp này thì chỉ có mức giá là 2.500.000 đồng, tức là 2.500.000 một cái cặp loa thùng của Pioneer. Nhiều khi các bác không nên vội đánh giá về cái tầm tiền, mà ở đây thì Xuân Đỉnh nhập về theo lô thì giá nó mềm. Và tất nhiên thì cái thời điểm này là tất cả những dòng loa vãi cái gì nó cũng rẻ, còn đơn là mọi thứ vật chất thì cái gì nó cũng đắt, nhưng mà riêng mỗi loa là rất là rẻ rồi. Nên cặp này chỉ có mức giá là 2.500.000, rất dễ phối ghép. Chất âm thì đảm bảo với các bác là luôn luôn là vượt xa tầm tiền, mà giá tiền thì rất là mềm mại, loa thì còn đẹp, nguyên zin, 8 ohm 40W. Cặp này các bác chơi rất tốt, phòng 2.5-3.4m², hình thức loa này còn rất là đẹp. Đấy, căng nằm ở phía đằng sau, giá tiền là 2.500.000. Cặp số 4 thì đó là cặp Onkyo S7700. Dòng này thì cũng có sử dụng cấu hình là 1 bát 28, kiềng xương đúc, một chung một tép. Dòng này thì nó dị dạng là nó thiết kế hẳn 3 lỗ thông hơi phía dưới, căng cước còn đầy đủ. Dòng này thì hôm nay Xuân Đỉnh về cho bác là cứ phải zin tuyệt đối từ gân lẫn màng. Bát 28 dòng này thì cũng sử dụng là gân vải lụa màng giấy, rất là mềm mại, 3 lỗ thông hơi, một chung giấy, một tép giấy, và nó có một cái tinh chỉnh dành cho giải tép, giải cao. Đấy. Loa này thì tổng quan kích thước chiều cao thì nó đạt là 75, chiều ngang là 37 và chiều sâu là 30. Thiết kế loa 3 đường tiếng, bát 28, một chung giấy, một tép giấy. Hình thức loa thì rất là đẹp và còn nguyên zin tuyệt đối, 3 lỗ thông hơi. Dòng này thì rất dễ phối ghép. Ở đây 4 cặp loa toàn là hàng bãi, mà dòng này là dòng cực kỳ là dễ phối ghép. Nếu như cách phối ghép đơn giản thì các bác chỉ cần ghép cho Xuân Đỉnh vào những dòng như Âm Ly, Đờ Lông 390, hoặc đến những dòng Technic, những dòng sân xui của cỏ tầm vài triệu, rồi đánh những cặp loa này là quá tuyệt vời rồi. Cặp Onkyo S7700 này thì thông số cặp loa là phía đằng sau, trở kháng của loa là 8 ohm, công suất của loa là 50W. Đấy. Góc cạnh thùng là còn đẹp. Ngoài đây thì loa thì không quá nổi tiếng về thương hiệu, nhưng nói về cái hình thức cũng như cái chất lượng thì Xuân Đỉnh luôn nói với các bác là sẽ hay hơn cái tầm tiền các bác bỏ ra. Đấy. Cặp này Xuân Đỉnh giao lưu các bác mức giá chỉ có 3.200.000 đồng, Onkyo S7700, bát 28. Thì đây là 4 cặp loa bãi mà Xuân Đỉnh quay chi tiết cho các bác để các bác lựa chọn cho mình cặp loa phù hợp. Còn sang bên này thì có 2 sản phẩm mà khách hàng nâng cấp giao lưu với Xuân Đỉnh. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái cục đẩy của hãng B3. Đây là đẩy B3, điện là 220V, đã test là còn hoạt động bình thường. Và hình thức thì nó có hơi cũ thêm 5 tháng một chút, nhưng ruột gan máy móc thì lại rất là đẹp. Đấy. Ở đây nó rất là nhiều ốc nên Xuân Đỉnh cũng không tiện tháo ốc, nhưng cứ đảm bảo với các bác nói về ruột gan là rất đẹp. Mình bán bằng cái uy tín thì nói rõ luôn. Cú đẩy B3 này thì công suất đầu ra của nó là 500W một kênh, 8 ohm, đấy, rất là khỏe. Để các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình, điện 220V, Xuân Đỉnh đã test là hoạt động bình thường. Đây thì khi bán thì sẽ tặng kèm cho bác một cái cặp jack ca lông đầu vào tín hiệu âm thanh. Còn đâu là các bác về sẽ đầu tư thêm một bộ jack đầu ra để cắm ra loa của nhà mình. Đấy, điện là 220V. Những cái cục đẩy này thì Xuân Đỉnh cũng không phải là dòng chuyên để bán cục đẩy, nên chỉ nói rõ với các bác là hàng thì đã test hoạt động tốt và còn nguyên zin. Đây là cục đẩy B3 nhé. Dòng này là công nghệ của Đức, nhưng người này thì đều là sản xuất tại bên China hết. Đến đây là cái rất là thực tế, chứ không phải úp mở gì để lấy lòng các bác cả. Hàng thì công nghệ Đức thật, nhưng sẽ sản xuất tại China thì mới là hàng chuẩn. Còn nếu như hàng nhái, hàng dựng, hàng giống thì Xuân Đỉnh không nói. Cục đẩy này thì khá là gấu. Mức giá tiền 2.500.000, vì đây nó là đồ cũ của khách hàng nâng cấp rồi. Còn máy móc bên trong thì nó rất là đẹp. Còn cái phần vỏ này thì người ta cũng mua hàng bãi, cũng không có sơn xi gì cả, nên là nó cũng có chảy xước. Tổng quan thì Xuân Đỉnh quay cũng như tả này các bác biết rõ. Công suất đầu ra là 500W một kênh, 8 ohm, rất là khỏe nhé. Để ba điện 220V. Mức giá để cho các bác sử dụng là chỉ có 2.500.000. Để các bác ghép vào những cái dòng loa lớn, loa full, nghe nhạc và hát gia đình, những cục đẩy này rất là chất lượng. Quan trọng nhất là giá tiền thì rất là rẻ, 2.500.000. Còn bên này thì đó là cặp loa BMB. Dòng này dòng BMB. Đây Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác về một chiếc dễ. Cái căng của nó là căng nhựa nhé. Căng nhựa đầy đủ, tem mác đầy đủ. Vẫn quay tôi một chiếc đây. Đây là loa BMB 455, trở kháng 8 ohm, công suất là 450W. Đấy. Dòng này thì sản xuất tại China là hàng xịn sò rồi, các bác an tâm luôn. Xuân Đỉnh nói rõ mác đây là hàng xịn. Hàng xịn thì các bác chỉ cần nhìn qua cái tuyến loa rất là dễ rồi.
Loa này thì được sản xuất tại China, BMB 455 CS 455, bát 20 năm, gân của nó gân mút màng giấy, hai tép giấy. Loa là còn nguyên zin. Đấy. Cặp này nếu giá thị trường thì cũng dao động từ 5 đến 6 triệu, nhưng đây cũng là hàng của khách nâng cấp đổi các cả bộ để lấy một bộ nghe nhạc của Xuân Đình. Thì Xuân Đình lại bán rẻ cho các bác. Cặp loa này cũng mức giá là chỉ có 2 triệu rưỡi, căng cước là còn đầy đủ. Bác nào mà đã từng chơi qua về những dòng loa BMB CS 455 này thì các bác sẽ biết về chất lượng. Loa này đã kiểm tra và thấy loa này còn zin. Còn tất nhiên thì nó là hàng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới tinh. Còn hàng cũ thì nó vẫn có chảy xước thì không tránh khỏi được. Sản xuất tại China, đây là hàng xịn sò. Dòng này thì Xuân Đình thấy nghe nó thoát tiếng hơn những dòng 880 rất là nhiều. Dòng này thì đều sử dụng là 500 kép. Và cái phần hệ thống gân màng của nó này rất là hay. Nội rất nội về lời riêng cặp này so với cặp 880C. Dòng này tiếng hay hơn rất là nhiều. Đây là hàng của khách nâng cấp nên mức giá tiền chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Bác nào mà đang cần chơi những cặp loa gọi là ngon bổ rẻ thì các bác cứ alo Xuân Đình. Loa là loa xịn chứ không phải loa đẻo hay là loa hàng gióng hàng dựng gì cả. Bát rất là mềm mại luôn. Đấy. Nó có chút bụi bẩn. Đấy, cái đây là hàng khách nâng cấp đổi cáp Xuân Đình nên giá nó sẽ rẻ, 2 triệu rưỡi. Cả bộ là 5 triệu đấy, các bác về đầu tư thêm một cục súp điện mấy cả mic nữa là các bác hát hò nghe nhạc những bộ này rất là chất lượng rồi. Đây là những sản phẩm mà Xuân Đình vừa quay chi tiết cho các bác. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ alo cho Xuân Đình theo số tại trên bài là 0395 727582. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.